Đó là một thử thách lái ô tô kỳ lạ đáng kinh ngạc. Ai có chiếc ô tô kỳ lạ nhất sẽ giành được 5.000 đô la. Ô tô số 1 nếu không nhầm thì thực chất là một ngôi nhà mà mái tôn còn đang bốc cháy. Ô tô loạn choạng chạy qua, thực sự lo lắng sẽ cháy bùng lên giữa đường. Sau khi chạy đến đích thì hai người lính cứu hỏa đã chạy ra chỗ chiếc xe bắt đầu dập lửa. Đủ kỳ lạ rồi. Chiếc xe số 2 mang tên Cô Đốc Phiền Não. Ôi mẹ ơi, vừa mới lao ra thì liền thất bại, người lái xe bị ngã văng ra ngoài. Chiếc xe thể thao số 3 phóng với tốc độ rất cao. Chiếc xe này tôi biết rõ, mỗi khi làng tổ chức nghi lễ cúng bái đều thấy nó xuất hiện, lúc hỏa táng cũng cháy lên đùng đùng. Độ cứng của chiếc xe này cũng rất cao, cứ thế mà chạy đến đích. Xe số 4 là xe buýt điện, nhìn trông rất mỏng nhưng thực ra chạy rất nhanh, độ trùng tu cao lắm. Sắp đến đích rồi, điều không ngờ tới là đến đích xe liền bị lật ngược. Xe số 5 là một chiếc thân sư tử nhưng lại là đầu chó. Chú ý đến anh trai ngồi sau lại có thể mặc váy giả trang thành nữ. Tốc độ của chiếc xe nhanh đến mức không dừng lại được, có phải là không có hệ thống phanh không? Nó đập trực diện vào hàng rào dọa cho khán giả sợ hú hồn một phen. Xe số 6 là một chiếc vỏ trứng, đụng phải đống cỏ khô bên cạnh và bị lật úp, vỏ trứng trực tiếp bị san phẳng. Xe heo đất số 7 lên sàn, xe vừa nhảy lên thì đầu heo bị rơi ra ngoài, đành phải vứt đầu heo đi mà tự chạy. Không dễ gì mới về được đến đích nhưng cũng vẫn bị lật, quá khó đi. Chiến xa La Mã số 8 thực sự rất độc đáo, EO đâm vào hàng rào rồi. Chiếc xe số 9 hóa ra là chiếc Iron Man, thực sự làm mù con mắt của tôi rồi, quá là kỳ lạ đi. Nhưng đường đường là Iron Man sao lại dùng sức người để đẩy thế kia. Xe số 10 là một thân cây, bạn nói rằng nó chạy rất nhanh nhưng tôi cảm thấy nó sống chết cũng không muốn dừng lại, quả đúng như tưởng tượng, không những không dừng lại mà còn đâm vào đống cỏ khô. Xe số 11 nếu không nhìn nhầm thì chính là xe bệnh viện, còn treo cả lọ dịch truyền nữa, không nhanh nhưng thực sự rất kỳ lạ. Chiếc xe số 12 nhìn có vẻ như là một con tôm hùm, nhìn kỹ thì đúng là một con tôm hùm thật. Chủ xe này có vẻ bình thường rất thích ăn tôm hùm nên liền có thể thiết kế cả chiếc xe hải sản, đúng thật là không tưởng ra nổi mà. Xe số 13 là một ổ bánh mì, tài xế còn hóa trang thành đầu bếp còn tương tác với khán giả một cách nhàn nhã. Xe số 14 là cái quái gì vậy? Não tôi nhất thời bị chậm mất một nhịp, đây chẳng phải là kính mắt sao? Làm sao có thể nghĩ ra được trò này cơ chứ? Bạn nghĩ chiếc xe nào là lạ nhất? Để lại ý kiến dưới bình luận cho mọi người cũng biết nào.